Thu Vân đã gửi, đã mua quà về tặng cho hai cháu thì hai cháu cũng cảm ơn cô Thu Vân rất nhiều ạ. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều nhé. Hai cháu rất cảm ơn đến cô Thu Vân còn gửi quà về cho hai cháu, không biết nói gì, biết nói lời cảm ơn cho cô Thu Vân thôi. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều nhé. Đấy, thì gia đình thì có cái hoàn cảnh sống khó khăn thế này, cô chú anh chị. Đường đi thì rất là xấu của chú bác anh chị ạ. Gia đình hoàn cảnh khó khăn thì ở tít trên núi rồi, nên là anh em mình sẽ phải đi lên ạ. Đi bộ thì đường lại xa quá, mà đi xe thì đường rất chi là xấu. Anh em sẽ cố gắng để đi trao quà cho gia đình ạ. Thank you.
Thank you.
Bình Hà Giang xin kính chào quý các bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bình Hà Giang. Bình xin chúc tất cả cô chú bác anh chị có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Cô chú bác anh chị ơi, hôm nay thì Bình có mặt tại xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng để trao một phần quà cho một cái gia đình hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn ạ. Trong gia đình thì có 4 thành viên, là có một ông và một con trai và một cháu và con dâu. Thì hôm nay thì ông không ở nhà rồi, ông đi lên trên rừng làm rồi, và hiện tại thì đang còn anh và chị và có một cháu đang trong nhà. Và hôm nay thì Bình vào đây thì Bình cũng mua được một phần quà của cô Thu Vân ở bên California, Mỹ trao tặng cho gia đình. Lúc trước thì cô cũng đã gửi tiền về cho Bình, và cô dặn Bình là Bình đi chia sẻ yêu thương, cũng như là đi kết nối yêu thương. Thế ngôi nhà, hoàn cảnh nào mà khó khăn thì Bình sẽ mua quà và trao tặng cho gia đình ạ. Và hôm nay Bình thấy cái hoàn cảnh này thì đặc biệt là khó khăn. Ngôi nhà này thì Bình tìm hiểu rồi, thì ngôi nhà cũng đã làm được hơn 30 năm nay. Thì cũng là nhà gỗ, và trên mái thì được lập bàn cỏ tranh. Như tất cả cô chú bác anh chị cũng đều thấy, cái ngôi nhà thì đặc biệt là khó khăn ạ. Thì hôm nay Bình vào đây thì cũng có các anh, các chú giúp đỡ Bình chở quà vào đây. Bởi vì là cái phần quà thì cũng rất là ít thôi, Bình mua hôm nay là hết 400.000 tiền quà. Nhưng mà cái đường vào đây thì đi qua rừng, qua suối rất là nhiều, nên là đường đá rất là to. Vì vậy thì Bình một mình vào đây thì sẽ không vào được, và cũng không biết đường vào đây á. Thì cũng nhờ các anh, các chú cùng nhau vào đây ạ. Bây giờ thì Bình sẽ đi vào trong nhà để tất cả cô chú bác anh chị có thể hình dung được ngôi nhà như thế nào ạ. Đấy, đây là chú, hãy chào chú nha. Đấy, đây là bạn Bình, hãy chào anh nha. Chào em. Đấy. Chào tất cả quý khán giả. Cảm ơn anh nhé, đây là phần quà hôm nay Bình mua ra. Đấy, phần quà thì một chai dầu ăn với lại nan túi phở khô, cũng như là một thùng mì là 400.000 ạ. Đấy, bây giờ là Bình sẽ đi vào trong nhà để gặp anh nhà để nói chuyện cho tất cả cô chú bác biết được cái hoàn cảnh. Đấy, xin chào anh nhé. Đấy, xin chào anh nhé. Đấy, đây là anh chủ nhà, còn bác thì không ở nhà rồi. Đấy, ở trong nhà thì hơi tối cô chú bác anh chị ạ. Đấy, anh ơi, thế cho em xin phép em quay một nhà, ngôi nhà nhé, một vòng nhé. Đấy, thì Bình xin phép anh rồi, Bình sẽ quay một vòng ngôi nhà, cũng như là đi qua một vòng để cho tất cả cô chú bác hình dung được ngôi nhà, cũng như cái gia cảnh của gia đình ạ. Thì cái ngôi nhà này thì cũng là một cái ngôi nhà rất là đặc biệt khó khăn ở trong cái bản này. Cái bản này tên gì nhờ anh Kinh nhỉ? Bản này là Phiên Rồng. Phiên Rồng á? Vâng. Đấy, bản Phiên Rồng là xã Thạch Lâm, Thạch Lâm. Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Cô chú bác ạ, đấy, đây là cái ngôi nhà. Quay bản tre thôi, quay bản cây tre á. Gia đình thì cũng đã có bóng điện để dùng rồi. Đấy, gia đình thì Bình thấy thì có mỗi cái máy này là cái quý giá nhất ở trong gia đình á. Và bên này thì cũng có một cái cuối xây đá ở đây. Ngày trước thì xác ngô ở đây cô chú bác ạ. Đấy, có rất là nhiều ngô ở trong này. Và toàn bộ ngôi nhà thì bây giờ thì rất là cũ và xuống cấp rất là trầm trọng rồi. Vào cái mùa mà mưa to cũng như là gió lớn thì gia đình thì không ở được, phải ra ngoài ở, bởi vì rất là sợ cô chú bác ạ. Thì lúc nãy Bình vào đây thì cũng có nghe anh tâm sự như vậy với Bình. Đấy. Thế năm nay anh có bao nhiêu tuổi anh? Năm nay là sinh năm 97 là ghét 23 tuổi. Vâng. Anh là có một con rồi nhỉ? Một con rồi. Cháu lúc nãy đi đâu ạ? Cháu nó ngủ. Cháu ngủ rồi. Đấy, thì anh tên là Lý Văn Kinh. Vâng. Đấy, ngày xưa, ngày trước chắc là anh cũng đi nghĩa vụ về nhỉ? Đi nghĩa vụ về. Đi nghĩa vụ quân sự nhỉ? Vâng. Đấy, thì anh cũng đi nghĩa vụ quân sự về cô chú bác. Nhưng mà cái gia đình thì hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn. Thì hiện tại thì anh, thế anh đi nghĩa vụ về là anh mới lấy vợ à? Vâng, đi nghĩa vụ xong là mới lấy vợ. Vâng, thế anh đi nghĩa vụ thì chắc là đi 2 năm thôi nhỉ? 2 năm nghĩa vụ. Vâng.
Thì bây giờ thì cái gia đình của anh á là đặc biệt khó khăn cô chú bác ạ, nên là hôm nay mình lấy một phần quà ra đây để trao tặng cho gia đình. Và bố của anh cũng già rồi nhỉ, bố năm nay bao Bố nhiêu tuổi ấy? sáu sáu mấy rồi. Sáu mấy rồi. Thế là mẹ anh, Mẹ là mất từ 2007, mẹ chắc 50, mẹ là con 50 nhỉ. 50 chắc mất rồi. Vâng, thế là bác gái thì cũng mất rồi, bác trai thì cũng đi làm trên rừng chưa về cô chú bác ạ. Đấy, thì anh ra đây để em nhờ một xíu ạ, anh ra ngoài này, trong nhà tối quá. Thì bây giờ thì mình gọi anh ra đây rồi thì mình sẽ trao phần quà cho anh ạ, bởi vì là hôm nay anh em ra đây thì cũng không có nhiều thời gian cô chú bác ạ, bởi vì là đường xã như thế này thôi, đi phải đi qua cái núi bên kia nữa là mới ra xá, đường thì rất là hiểm trở, nên là mình sẽ cho phần quà rồi là mình sẽ với lại các anh em sẽ phải đi về. Đấy, phở thì ở đây hết. Đấy, và cái thùng mì thì mình cũng để ở đây. Thùng mì này là mì có 100 gói. 100 gói mì trong này. Cái thùng mì này là 240, còn dầu ăn là 60.000. Phở này là một gói là 20, 5 gói là 100. Tất cả là 400.000. Anh canh anh vào đứng vào đây để em xin phép nói chuyện với anh một tí ạ. Đấy. Thì chị đi đâu rồi nhỉ? Chị Chị đi làm rồi. nó vẫn chăm sóc con À, thì cũng mong cô chú bác anh chị thông cảm, chị thì đang ở trong buồn, ru em bé ngủ. Em bé đang ngủ ạ. Thì anh canh ơi, em cũng xin nói cũng như là xin thông qua cho anh biết là cái phần quà này á là có một cô là tên là cô Thu Vân ở bên California Mỹ, thì cô là một nhà từ thiện mạnh thường quân, rất là thương những người đồng bào có cái hoàn cảnh sống khó khăn trên vùng cao mình á, thì là em cũng là một cây cầu nối trong kênh YouTube Bình Hà Giang để làm một cái cầu nối đến với bà con vùng cao ấy, thì cô cũng gửi được phần quà về cho em để em đi tìm những cái hoàn cảnh khó khăn trao cho ấy, thì là em cũng có biết các anh ở đây và các chú ở đây thì cũng giới thiệu qua cho em là gia đình anh là rất là khó khăn á, thì hôm nay anh em mới ra đây để trao quà cho anh ạ. Đây là phần quà trị giá 400.000 nhá. Em rất cảm ơn các anh và cảm ơn chị là đã quan tâm với đến chủ hộ và Lý Nạm Pá đấy, thì rất là khó khăn thì mong các anh cũng thông cảm, thì ra cũng không có cái gì cả, không biết nói với các anh. Vâng, không có gì anh ạ, vì là cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Thì đây là phần quà của cô, thì cô cũng gửi cho em thì em cũng đã trao cho anh rồi, thì cũng rất là cảm ơn anh thôi, đã tạo cái điều kiện để cho em ghi hình cũng như là để cho tất cả cô chú bác biết được cái hoàn cảnh của gia đình anh như thế nào. Thì gia đình anh có con lợn con bò gì không? Không có. Không có à? Từ lúc sinh ra thì cũng có đi nghĩa vụ về là thì tiền nghĩa vụ vẫn đủ để tiêu cho gia đình rồi. Vâng. Có nghĩa là cái tiền đấy thì chỉ về dùng trong gia đình xong là hết rồi. Vâng, Vâng. chỉ về tiền cắt khoản là để mua như thích về đón Tết thôi, Vâng. không có Không có cái gì nhỉ? không có cái gì gia đình khó khăn. Anh ra quân được mấy năm rồi? Quân từ 2019 là được 2 năm. 2 năm. Vâng. Và bây giờ thì Bình và anh sẽ đi vào trong cái chuồng của nhà anh để cho chú bác anh chị có Đây là thể thực. chuồng gà. Đây là cái chuồng gà phải không anh? Chuồng gà nhưng mà có nhiều gà không? Có mấy con. Có mấy con, đây là cái chuồng gà. Còn đây là chuồng lợn chuồng bò. Đây là chuồng bò. Đây là chuồng bò nhưng mà không không có bò ở trong nhỉ? Không có rồi. Tan. Đấy, cái chuồng bò này rất là đẹp nhỉ anh nhỉ? Cái chuồng bò này làm được lâu chưa? Lâu rồi, chuồng bò này trước mình chưa biết gì là cũng có À, lúc rồi. kiểu như là có từ Cũng ngày xưa rồi. có rồi. Thì trong từ 2010 thì có hai mẹ con, nhưng mà thì mẹ thì nó mất rồi, thì À. còn con đấy là đã bán về để lấy vợ. À, bán về lấy vợ. Vâng. Vâng, đấy là em hiểu rồi. Em cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Anh em mình đi vào trong nhà thôi.
Đấy, cô chú bác ạ, cái chuồn này thì của gia đình cũng rất là đẹp, nhưng mà làm từ ngày xưa rồi, rất là lâu rồi, cũng ngày xưa cũng có một con bò ấy, nhưng mà anh bán để đi lấy vợ rồi. Thì hiện tại thì gia đình thì cũng không có cái gì cả, cái ngôi nhà này thì được quay bằng một ít gỗ cũng như là một ít cái chè đây. Đấy, bên trong này là cái chuồn gà ấy, cái chuồn gà đây, nhưng mà là chuồn gà nhưng mà cũng không thấy có gà, chắc là gà đi chơi đâu hết rồi. Đấy, những cái vách này thì cũng bị đổ như thế này rồi. Đấy, gia đình của anh thì hoàn cảnh đặc biệt rất là khó khăn á. Cô chú bác ạ, đây là chị à anh? Đây là vợ. Đây, đây là chị cô chú bác ạ. Đấy, đây là vợ của anh Kinh. Đấy, đây là gia đình á. Thì hai vợ chồng anh là có một đứa cháu rồi. Con của anh là con gái con trai? Con trai. Là con trai có mấy tuổi anh? Một tuổi. Có một tuổi rồi. Thế ngôi nhà anh là đi làm có đi xa không? Đi đây nó cũng gần gần đây, nhưng mà thì còn một bên nào nó cũng đi xa. Một bên là đi xa. Khoảng cách cây số. Ngôi nhà anh là một năm trồng mấy cân? Trồng tùy từ năm thôi. Năm thì nó cũng lên, ngô cũng lên thì được trồng nhất là giống là tầm 12. Mà 2 cân à? Mà 2 cân là nếu mà tốt là đủ ăn, còn không tốt là cũng thiếu anh à? Còn thiếu. Vâng. Kiểu như là năm được mùa là mình sẽ đủ ăn, còn không được mùa là nó sẽ không đủ ăn. Vâng. Em hiểu, bởi vì là cái vùng đất ở đây thì có mảnh thì tốt, có mảnh cũng không tốt đấy nhỉ? Vâng. Đấy. Thì năm nó cũng có gió. Vâng. Quần áo đi nghĩa vụ của anh rất là đẹp nhỉ? Quần áo nghĩa vụ có cho anh chị ạ? Ngày trước là đi nghĩa vụ quân sự, anh canh đi như vậy thì được quần áo rất là đẹp, màu xanh ấy, tượng trưng cho những anh hùng đi lính. Đấy. Thế bây giờ anh em mình lấy cái phần quà này. Đấy, bây giờ thì Bình với lại anh sẽ mang cái phần quà này vào trong nhà. Chị ơi, chị hộ em lấy cái phần quà này vào trong nhà. Đấy, lấy để vào trong nhà luôn. Không có gì anh ạ, anh cứ đi lấy vào trong nhà đi. Đấy, đây là phần quà của cô ở bên Mỹ ấy, cô Thu Vân ạ. Đấy, anh cứ để ở đây xong là anh để ở đâu thì để nhé. Cái chê dầu ăn ấy. Đấy, để ở đây là được ăn. Không có gì chị ạ. Thế năm nay chị là có bao nhiêu tuổi ạ? Chị là năm nay 17 tuổi. 17 thôi anh á? Vâng. Vợ anh trẻ nhỉ? Chị rất là trẻ. 17 tuổi. Thế lúc anh lấy chị là 15 tuổi thôi à? Lúc lấy là gần 16. 16 tuổi, vâng. Thế nói chung là hôm nay em vào đây thì cũng rất là cảm ơn đã biết đến gia đình, cũng như là cảm ơn anh rất là nhiều thôi, đã đồng nói chung là đã đồng tình cho em để em ghi hình ấy, em rất là cảm ơn nhá. Đấy, thì cảm ơn chị rất là nhá. Cảm ơn em rất nhiều nhé. Cô chú bác anh chị ạ, thì anh và chị thì cũng có muốn gửi lời đến cô Thu Vân ở bên California. Thì bây giờ thì cháu Bình sẽ ghi hình để hai anh sẽ gửi lời đến cô ạ. Thế anh Kinh có lời nào cảm ơn thì anh cứ nói để gửi lời đến cô ạ. Thì cháu cảm ơn cô Thu Vân đã gửi, đã mua quà về tặng cho hai cháu. Thì hai cháu cũng cảm ơn cô Thu Vân rất nhiều ạ. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều nhé. Đấy, còn chị có gửi lời nào đến cô không? Hai cháu rất cảm ơn đến cô Thu Vân, còn gửi quà về cho hai cháu không biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn cho cô Thu Vân thôi. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Đấy, thì gia đình thì có cái hoàn cảnh sống khó khăn thế này cô chú anh chị, và đặc biệt là ở trên tít trên đồi trên núi này rồi. Đấy, ở tít trên núi rất là cao trên này nên là cái hoàn cảnh cũng như là cái đường xá đi lại khó khăn, nên là hiện tại thì gia đình cũng còn rất là hoàn cảnh. Bây giờ thì phần quà thì Bình cũng đã trao cho gia đình rồi, và bác trai thì đi làm trên núi chưa về, thì Bình cũng có nói và cũng có nói chuyện với hai anh chị rồi.
Thì hôm nay thì là phần quà của cô Thu Vân cho tặng cho gia đình ấy. Thì bây giờ thì cái thời gian thì mình cũng sẽ phải đi về rồi. Đấy, thì mọi người thì cũng đều ở đây hết. Các anh thì cũng ở đây để giúp mình chuyển cái quà này vào đây á. Thì mình cũng rất là cảm ơn các anh thôi. Mình không biết nói gì nữa, bởi vì là các anh thì cũng có cái lòng hướng thiện rất là tốt, nên là anh em giúp đỡ nhau để vào đây trao quà cho gia đình. Thì em sẽ phải đi về rồi anh ạ, em phải đi về rồi nè, chào anh nhé, chào anh chị thôi. Anh ở đây tập sự đi về anh. Bởi vì là em cũng rất là muốn ở lại với gia đình, nhưng mà đang đang có chút việc nên là em về, xong là khi nào có thời gian em lại vào chơi ạ. Thì em ở đây thì không có cái gì cả, thì ở đây để làm bữa cơm em đi về. Vâng, em rất là cảm ơn anh nhé, rất là cảm ơn, nhưng mà chắc là anh em có chút việc nữa nên là anh em ra rất là đông thì phải đi về sớm để anh em còn đi làm việc trong nhà ấy. Còn em thì ở cũng được, nhưng mà có anh em nữa nên là không ở được, thì đang có việc á, thì là anh thông cảm nhé. Cũng ở đây để làm bữa cơm mong anh thông làm bữa cảm nhé, cơm để lần sau nhé, chiều về bữa cơm thì để lần sau anh em mình lại ra thì sẽ ở với gia đình. Lần này là cho em xin phép nhé. Đấy, cảm ơn anh nhé, bắt tay một cái. Đấy, chào anh nhé. Đấy. Cảm ơn em. Vâng. Bình nhé. Vâng. Chào chị nhá. Chào anh chị nhá. Đấy. Đấy. Là bây giờ thì anh em sẽ đi về rồi, cô chú anh chị ạ. Chúc hai anh chị có một ngày vui vẻ nhá. Đấy. Cố gắng nhá. Chắc anh đi về á. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì anh em mình sẽ phải đi về rồi, cô chú anh chị. Anh em ra ra ba cái xe. Đấy, xe này là xe của bạn Bình. Đấy, anh cũng ra nữa, chú đằng bên kia. Tất cả anh em chú cháu sẽ bây giờ sẽ đi về ạ. Thế chào anh Canh nhá. Đấy, em đi về đây. Vâng. Đấy, thì anh chị ở bên đấy. Xe của anh hỏng rồi anh. À, xe hỏng rồi. Không có cái vành rồi nhỉ. Cái máy kia vẫn còn đi được không? Đi được mà. Thế khi nào có tiền sửa đi cho được đi nhé. Có tiền thì sửa. Vâng. Bây giờ mình sẽ phải đi về rồi, cô chú anh chị ạ. Nhà bây giờ thì mình sẽ ghi lại quá đường đi về cho tất cả cô chú anh chị hình dung được. Cái đường này đi rất là khó luôn ạ. Nên cho đi lỡ. Nên nhà tia. Nên nhà này họ, nên mua lỡ. Chào anh nhá. Đường đi thì rất là xấu cô chú bác ạ. Thì cũng rất là vui, mình cũng đã trao được phần quà cho gia đình rồi. Bây giờ là sẽ lại đi vào trong thị trấn Bảo Lâm. Sẽ lấy lọ xíu. Đấy, đoạn đường đi thì rất là xấu luôn cô chú bác ạ.
chết này là các bác sĩ thì không mẹ mà giờ. Dạ, anh chết này giờ cho ra chỉ mới xin tay em. Cứ xin tay anh, có chết tay anh, cả này nhá. Ờ, nhìn ra, nhìn ra cho khó chờ, là cho đi. Sau giờ nếu lòng tay anh, sau giờ. Cô chú bác anh chị ạ, bây giờ thì anh em Bình cũng đã về đến nhà rồi. Và hiện tại thì Bình đang ở trong nhà một người chú. Thì Bình cũng rất là cảm ơn đến tất cả cô chú bác anh chị đã quan tâm và theo dõi cái video này của Bình ạ. Bình xin trân trọng cảm ơn tất cả cô chú bác. Con cũng xin cảm ơn đến cô Thu Vân đã giúp đỡ cũng như là chia sẻ yêu thương đến người đồng bào vùng cao ạ. Thì phần quà của cô hôm nay con đi trao là 400.000 ạ. Con cũng xin cảm ơn cô rất nhiều. Con xin chúc cô luôn luôn có sức khỏe ạ. Bây giờ thì Bình cũng xin phép khép cái video của Bình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các chú bác anh chị trong những cái video tiếp theo của Bình ạ. Xin chào.